Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp một con nội chiến không dầu của hãng Airway, hãng Nhật nội địa các bác nhé. Nhật nội địa. Sử dụng điện 100V. Một chiếc nội chiên không dầu nấu đa năng các món không cần đến dầu mỡ, tiết kiệm được dầu mỡ cho các bác. Chiên rán khoai tây, rán đậu, rán cá, nướng thịt, nướng xương sườn, các kiểu thể loại nướng. Nói chung tóm lại cái gì liên quan đến rán nướng, các bác cho đây đều chín hết, nem chua rán hay cho cái gì vào đều ngon vàng ươm. Đấy, một chiếc nồi đa năng không mùi, nấu không mùi, không bị bắn bẩn bếp. Đấy, ai cũng có thể làm được, từ người già cho đến trẻ nhỏ. Những người không biết nấu chỉ cần cho đây vặn thời gian và thỉnh thoảng bỏ ra nhìn xem thành phẩm được chưa. Là nếu thành phẩm được rồi là ta ok thôi, còn chẳng phải làm gì cả. Đấy, cái con này lòng nồi của nó khá sâu các bạn này, nó sâu vào khoảng chắc 9 cm, đường kính này chắc vào khoảng sấp xỉ 20 cm. Con này có nút đậy chống mỡ bẩn này, bấm đây không có nhắc ra. Phần ở trong là chống dính này, phần đáy nồi còn rất là đẹp này. Con này thì khi mà các bác rút cái khay này ra khỏi bếp thì là nó ngắt luôn. Đấy, mỗi hãng mà thiết kế một kiểu. Đấy, rút ra là ngắt nhá. Đây ạ, rút ra ngắt nguồn luôn, đóng vào là chạy. Điều chỉnh nhiệt độ này, bao nhiêu độ C, bao nhiêu thời gian, tùy từng món các bác sẽ có kinh nghiệm dần dần. Đấy, của hàng Nhật nội địa các bác nhá, toàn bộ chữ Nhật thôi. Bản inox đẹp này. Đấy, một cái chiếc nồi chiên đa năng không dầu không mùi, nướng món nấu món gì cũng được, làm bánh làm biết ok hết các bạn, kể cả làm bánh nhé. Đấy, các bạn làm bánh mì các thứ ok luôn. Đấy, cực, gọi là cực đa năng. Đấy, cái nồi này em bán 2,5 triệu nhá, bác nào lấy thì các bác liên hệ, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn đâu, em để số 8 này. Chào các bạn.